Trước khi Internet trở thành một phần không thể thiếu cho cuộc sống của chúng ta, nó đã từng tạo nên một vụ khủng hoảng tài chính vào đầu những năm 2000, cái sự kiện mà người ta gọi là bong bóng.com. Vụ việc đã thổi bay hơn 5.000 tỷ đô, đồng thời tái định hình chặng đường phát triển tương lai của Internet. Một công nghệ mới xuất hiện có thể giúp cuộc sống của loài người dần trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đôi khi, nó cũng mang theo những thử thách, những đợt khủng hoảng mà chúng ta phải đương đầu. Bitcoin nói riêng và crypto nói chung cũng mang sắc thái tương tự. Trải qua hơn 10 năm phát triển, có lẽ đây là thời điểm mà thị trường số này sẽ bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn để định hình rõ ràng hơn tương lai là tất cả hoặc không là gì cả. Để thử được vàng, cần một ngọn lửa lớn. Hôm nay, hãy để mình kể cho bạn về một cuộc khủng hoảng trong thế giới crypto, là sự kiện mang tính lịch sử, thay đổi tương lai của ngành tiền điện tử. Cái tên đó không gì khác ngoài sự sụp đổ của Terra Luna. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tác giả Trường Sơn của Spyroom tìm hiểu những câu hỏi sau. Đầu tiên, Terra là blockchain như thế nào? Thứ hai, lý do gì khiến nó đổ vỡ? Và quan trọng nhất, vết thương mà sản phẩm của Dogecoin để lại lớn như thế nào? Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spyroom và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spyroom chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spyroom, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Terra là gì? Terra là một blockchain được phát triển cùng thời với các blockchain 2.0 khác như là Avalanche, Solana. Ban đầu, Terra được phát triển để hỗ trợ các ứng dụng thanh toán điện tử. Cho đến năm 2020, Terra chuyển mình khi mang smart contract lên blockchain của mình, chính thức xây dựng một hệ sinh thái DeFi. Các stablecoin, một khái niệm sẽ được mình giải thích kỹ hơn ở phần sau, là trung tâm của Terra. Chúng được neo giá với các đồng tiền pháp định hay tài sản, chẳng hạn như là Terra Euro, neo giá với đồng Euro, Terra GPT, neo giá với cả bảng Anh. Đồng tiền nổi bật nhất phải nói đến là Terra USD hay chính là UST, là đồng coin được cố định với cả đô la Mỹ. Bên cạnh, hệ sinh thái Terra còn có một đồng coin quản trị khác được gọi là Luna. Đội ngũ đứng sau của Terra có chất lượng rất cao, đã làm việc tại nhiều công ty khác nhau như là Apple, Microsoft và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Nhân vật nổi trội nhất là Dogecoin, vị CEO đã đưa Terra phát triển đến đỉnh cao. Ngoài ra không thể không kể đến danh sách những quỹ đầu tư, công ty hay sàn giao dịch khổng lồ chống lưng cho sản phẩm của Dogecoin, với Binance Lab, Pantera Capital, Galaxy Digital, v.v. Chung quy, trong làn sóng tăng trưởng của năm 2021, Terra là một trong những blockchain dẫn đầu cho cuộc đua. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh, một đế chế tài chính phi tập trung là hình ảnh mà Dogecoin đã dày công xây dựng cho Luna trong vài năm qua. Nó quá đẹp, quá thuyết phục, đến nỗi không ai tin vào một ngày blockchain này sẽ tan biến. Ấy vậy mà điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Những thứ có thể bạn cần biết. Sự kiện Terra bao gồm rất nhiều cơ chế, khái niệm mới mà có thể không thân thuộc đối với số đông. Do đó, để hiểu được tường tận nguyên nhân chuyện gì đã xảy ra, mọi người có thể cần biết đến một số kiến thức sau. Stablecoin. Đúng như cái tên của nó, stablecoin có thể được hiểu là những đồng coin ổn định giá. Ổn định ở đây có nghĩa là đồng coin này sẽ được neo giá theo các loại tài sản như là vàng, dầu hoặc các đồng tiền pháp định như là đô la Mỹ, bảng Anh. Trong một thị trường hoạt động 24/7, giá chạy đến điên đảo, thì stablecoin đóng một vai trò tối quan trọng để các nhà đầu tư tìm đến khi họ muốn trú ẩn khỏi những cơn bão ngoài kia. Hiện nay, mảng stablecoin đang có vốn hóa thị trường khoảng 128 tỷ đô, chiếm hơn 10% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Miếng bánh này được chia làm 4 phần, tương ứng với 4 loại stablecoin khác nhau đang có mặt trên thị trường. Stablecoin được đảm bảo bởi tiền mặt. Stablecoin được đảm bảo bởi kim loại hiếm. Stablecoin được đảm bảo bởi tài sản crypto và stablecoin thuật toán. Được sử dụng phổ biến nhất là stablecoin được đảm bảo bởi tiền mặt. Tính chỉ riêng USDT và USDC, hai đồng coin neo giá với USD, tổng vốn hóa của cả hai đã chiếm tới 86% của toàn mảng. Cơ chế phát hành của các đồng stablecoin này khá đơn giản. Cứ một đô được bỏ vào kho của các công ty thì một đồng stablecoin sẽ được phát hành.
Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng của USDT, USDC hay các đồng coin backed bởi tiền mặt, kim loại hiếm nói chung là về sự minh bạch. Chúng ta không thể nào tự kiểm chứng xem liệu các công ty phát hành có đang giữ đủ tài sản trong kho tương ứng với lượng cung stablecoin mà họ đang phát hành hay không. Vì vậy, chúng ta có sự nổi lên của các loại đồng stablecoin phi tập trung, đại diện cho bản chất của không gian crypto. Đối với loại stablecoin được đảm bảo bởi tài sản crypto, điểm khác của nó nằm ở cơ chế over-collateralized, nghĩa là bạn phải bỏ vào 1,5 tài sản để lấy về một đồng coin ổn định. Đây là cơ chế được tạo ra nhằm chống lại tính biến động cao của thị trường. Tuy nhiên, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay phải là loại stablecoin cuối cùng, stablecoin thuật toán. Mình có thể nói trước, những đồng coin này có cơ chế hoạt động khác hoàn toàn so với ba thí sinh ở trên. Còn khác như thế nào? Hãy lấy ví dụ ngay của Terra. UST và Luna. Nếu như giá trị của USDT được neo bởi niềm tin vào tài sản mà Tether, công ty phát hành cất giữ trong kho, thì cách mà Terra giữ cho UST luôn ở mức 1 đô lại khá cổ điển, chính nằm ở quy luật cung cầu. Để làm được điều này, Dogecoin đã sử dụng Luna như là đồng coin để nhận biết cái sự biến động giá, gián tiếp giữ cho UST ở mốc 1 đô. Cụ thể cơ chế hoạt động như sau: Luna và UST, người dùng có thể chuyển đổi hai loại đồng coin này với nhau. Một UST có thể được đổi thành 1 đô theo giá trị của đồng Luna tại thời điểm đó. Nếu giá của UST lớn hơn 1 đô, giả dụ ở mức 1,1 đô, người dùng sẽ nhanh trí đổi 1 đô Luna sang 1 UST. Vậy là họ được lợi 0,1 đô cho trên 1 UST. Lúc này, nguồn cung của UST tăng lên và giá của nó sẽ trở lại về 1 đô. Trong trường hợp giá của UST tụt về mức dưới 1 đô, ví dụ là 0,9 đô, lúc này, phản ứng của người dùng sẽ là lấy 1 UST để đổi lấy 1 đô Luna vì sẽ lợi được 0,1 đô. Nguồn cung trên thị trường giảm và UST sẽ tăng trở lại mốc 1 đô. Có thể thấy, cơ chế giữ giá của UST chủ yếu phụ thuộc vào sự tăng giảm của cung cầu trên thị trường. Nhưng quan trọng hơn là vai trò của đồng coin Luna. Khi UST biến động, Luna cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo. Ở giai đoạn UST có giá lớn hơn 1 đô là thời điểm có lợi cho Luna, vì xu hướng người dùng sẽ mua vào Luna để swap sang UST, giúp làm giá của Luna tăng. Ngoài ra, lượng Luna thu được sẽ được phân bổ lại, một phần cho các validator và một phần được bỏ vào quỹ để phát triển hệ sinh thái. Nhìn chung đây là pha có lợi. Ngược lại, khi UST ở mức dưới mốc 1 đô, kỳ vọng của người dùng lúc này sẽ là swap 1 UST sang 1 đô Luna để giao dịch chênh lệch. Tất nhiên điều này sẽ tạo lực xả và làm giảm giá của Luna. Trên con đường mở rộng, UST đã được mang đến rất nhiều blockchain khác chứ không nói riêng mỗi Terra, tức nguồn cung của UST đã tăng dần theo thời gian. Đồng thời, cái cơ chế đang được dùng để giữ giá của UST lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hành vi của người dùng. Có thể, khi lượng UST này chưa quá lớn, Dogecoin và cộng sự vẫn hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi chuyện. Nhưng có lẽ, anh đã không nghĩ tới viễn cảnh sau, khi chính cái cơ chế giữ giá kia lại trở thành cây kim chọc vỡ chiếc bong bóng UST này. Tự chung ở phần này, điều chúng ta cần chú ý là UST chính là trung tâm của hệ sinh thái Terra và Luna sẽ là token hứng chịu mọi rủi ro biến động. Anchor Protocol. Thực ra nếu đặt lên bàn cân giữa UST, stablecoin thuật toán, và USDT, stablecoin được đảm bảo bởi USD, phần thắng sẽ dễ dàng nghiêng về USDT. Vì xét cho cùng, dù là stablecoin gì, giá trị sử dụng của nó cũng gần như nhau. Mặc dù trong suốt 10 năm hoạt động, USDT đã có nhiều FUD xuất hiện. Tuy nhiên, kẻ khổng lồ này vẫn liên tục thống lĩnh thị trường kể từ khi xuất hiện. Câu chuyện về bảo vệ người dùng, sự minh bạch hay phi tập trung mà UST đang kể là chưa thuyết phục. Tuy nhiên, Terra hiểu điều này, do đó họ đã có cách chế biến UST trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chào mừng bạn đến với Anchor Protocol, một giao thức cho vay hoạt động dựa trên blockchain Terra. Anchor hoạt động khá giống với cả một ngân hàng, khi giao thức này cho phép người dùng có thể gửi tiết kiệm hoặc vay tài sản. Ví dụ, bạn có thể gửi vào Anchor 1.000 đô tài sản để nhận lãi suất và vay ra tối đa 80% giá trị tài sản đó, trong ví dụ này là 800 đô. À mà đây là điều mà mọi dự án cho vay đều làm được. Cái đặc biệt chỉ có ở Anchor, đó là giao thức cho phép người dùng gửi tiết kiệm UST với lãi suất 20%. Bạn nghe không nhầm đâu, đấy là 20% đấy. Stablecoin thường được mọi người xem là một dạng tiền mặt,
Vậy tìm ở đâu ra một nơi cho phép bạn gửi tiết kiệm USD với lãi suất 20% cơ chứ? Đây chính là mấu chốt giúp cho USD trở nên nổi bật, không chỉ trong mắt của người dùng, mà còn là các quỹ đầu tư, dự án. Thực tế, con số 20% mà Ancore cung cấp không phải là cố định. Đôi khi, nó có thể tụt xuống 18-19%. Tuy nhiên, với cơ chế thông minh, sự dao động là không hề lớn. Kết lại, Ancore chiếm được lòng tin của rất nhiều người dùng. Mọi thứ đều minh bạch, cơ chế thông minh, lãi suất hấp dẫn. Nhờ vào đó mà rất nhiều người đã mua USD để gửi tiết kiệm trên giao thức này. Ancore đã góp phần rất lớn trong việc làm tăng độ phổ biến của USD. Vào tháng 2 năm 2020, Terra đã thông báo thành lập quỹ Luna Foundation Guard, hay là LFG, nhằm hỗ trợ cho USD mỗi khi có biến động mạnh xảy ra trên thị trường. Mục tiêu của LFG chính là dự trữ được 10 tỷ giá trị Bitcoin. Và có vẻ sức nóng của quỹ là rất lớn, khi kể từ khi thành lập, LFG đã kêu gọi được 1 tỷ đô la. Cho đến ngày 5 tháng 5 năm 2022, đã có khoảng 3,5 tỷ đô la Bitcoin được quỹ cất giữ trong kho của mình. Vậy, có bất kỳ lý do nào để chúng ta có thể nghi ngờ được Luna vào thời điểm đó cơ chứ? Một dự án có kho bạc đủ lớn, có sự hỗ trợ từ các gã khổng lồ trong thị trường như là Binance, Three Arrow Capital, có một cơ chế bền vững. Với sự chống lưng hùng mạnh như vậy, Luna nói không ngoa đã trở thành một định chế tài chính phi tập trung lớn nhất trong thế giới phi tập trung. Những tưởng sản phẩm của Dogecoin đang ngồi trên một chiếc kiềng vững chắc. Hóa ra, sự sụp đổ đã cận kề Terra. Nó đã gần và nhanh đến nỗi khó ai có thể tin được. Quá trình gục ngã của Terra. Tiền đề. Bước sang năm 2022, những chiếc red flag đầu tiên đã lộ ra. Mà dấu hiệu xuất hiện đầu tiên chính là ở Ancore Protocol. Các bạn hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây. Biểu đồ cho thấy tỷ lệ gửi tiết kiệm và cho vay của giao thức. Khi mà cả thị trường bước vào downtrend trong năm 2022, dường như người dùng chỉ muốn gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao, chứ không hề có ý định vay tiền ra để đi đầu tư như là những ngày tháng sôi động trước đó. Vậy, bản thân Ancore đã không còn khả năng tự vận hành. Nếu vẫn muốn duy trì mức lãi suất cao này, trong bối cảnh mà mùa đông chỉ mới bắt đầu đến, thì Luna Foundation Guard sẽ phải quyên góp hàng trăm triệu để trả tiền lãi cho khách hàng. Nghe có vẻ điều này không vui vẻ gì mấy. Đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, Ancore đã đưa ra đề xuất thứ 20 với tên Hệ thống lãi suất động. Cụ thể, đề xuất này đưa ra một giải pháp mới về tỷ lệ gửi tiết kiệm. Thay vì giữ một tỷ lệ ở mức cố định quanh mức 20% như ngày nay, lãi suất sẽ tăng hoặc giảm đi 1,5% theo từng tháng dựa trên sự biến đổi của tỷ suất tài sản dự trữ. Đơn giản hóa, nếu tháng này có nhiều người vay tiền, lợi nhuận của Ancore tăng thì tỷ lệ dự trữ tăng, kéo theo lãi suất tiết kiệm tăng. Nhưng bạn có thể thấy, với tình hình thị trường tồi tệ ở năm 2022, đề xuất này đóng vai trò như một chiêu hợp thức cho việc cắt giảm lãi suất, duy trì hoạt động giao thức, thay vì một cú giảm đột ngột sẽ gây panic cho người dùng. Trên đây là bản lộ trình cắt giảm lãi suất USD theo dự đoán của OneFi. Nhớ lại, Ancore đóng một vai trò tối quan trọng trong hệ sinh thái của Terra hay quá trình thích ứng của USD. Việc lãi suất 20% đã không còn, khiến USD sẽ dần trở nên kém hấp dẫn theo thời gian. Trong khi phần lớn người dùng vẫn còn hoài nghi về đề xuất này, thì những con cá voi trong thị trường đã hành động trước. Cơn hỗn loạn bắt đầu. Ngày 8 tháng 5 năm 2022, USD rơi khỏi mốc 1 đô, giảm về mức 0,9857 trên thị trường. Nguồn cơn của sự kiện này được cho là bắt nguồn từ Curve, một sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất thị trường crypto. Lúc đó, USD đã bị mất một lượng thanh khoản lớn trên nền tảng này. Ngay khi sự cố xảy ra, founder của Terra, Dogecoin đã lên tiếng xác nhận Terra Lab đã rút 150 triệu USD khỏi bể thanh khoản trên Curve. Nhưng khi diễn biến xấu đi, anh đã đốt 100 triệu USD, giảm nguồn cung nhằm đưa đứa con của mình về mức ổn định ở mức 1 đô. Đáng chú ý, có một ví cá nhân đã tiến hành bán ra 84 triệu đô token USD trên blockchain Ethereum và 180 triệu đô USD khác trên sàn Binance. Trước đó một ngày, vào ngày 7 tháng 5, đã có khoảng 2,8 tỷ USD được rút khỏi Ancore. Điều này đã đặt ra câu hỏi, liệu đây là hành động của một cá voi nào đó? Hay đây là một cú tấn công thẳng vào mặt hệ sinh thái Terra của Dogecoin? Để tình hình này nhanh chóng được kiểm soát, các thế lực chống lưng cho Terra đã phải ra tay,
quỹ đầu tư Jump Crypto đã phải chi ra 266 triệu đô để mua vào UST sau cú đâm. Justin Sun cũng nhảy vào cuộc giải cứu khi bỏ ra 1 triệu đô để đỡ giá cho UST. Sau những nỗ lực đến từ nhiều bên, đến cuối ngày, UST đã quay trở về gần mốc 1 đô. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đó chưa phải là tất cả. Ngày 9 tháng 5 năm 2022, nỗ lực cứu vãn. Luna Foundation Guard đã phải xuất quỹ để cứu lấy tình hình. Cụ thể, khoảng 1,5 tỷ đô la tài sản được LFG cho ra thị trường, trong đó có khoảng 750 triệu đô là Bitcoin và 750 triệu đô là UST. Thông báo của Luna Foundation Guard gây ra sự khó hiểu khi họ lại dùng từ cho vay. Nhưng sau cùng, mục đích chính của cái đợt chi tiền này không gì khác làm giảm nguồn cung UST trong thị trường, đưa UST về giá neo, đúng với sứ mệnh mà LFG đã đặt ra. Trong khi UST vẫn đang thoi thóp, thì đồng coin Luna còn rơi vào tình thế tệ hơn. Giá của Luna đã giảm đến 50% giá trị, về đến quanh mức 60 đô. Nếu bạn nhớ, Luna là token hứng chịu mọi thiệt hại trong trường hợp UST tụt về mức dưới 1 đô. Với bối cảnh mà UST đang chật vật, một dấu hiệu không lành là thứ mà ta có thể dễ dàng dự đoán cho Luna. Đây là đồ thị UST vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, thể hiện nỗ lực đưa UST về giá neo bất thành của đội ngũ Terra. Sang ngày 10 tháng 5 năm 2022, dễ thấy đây là một cuộc giằng co quyết liệt. Những tưởng là hàng tỷ đô sẽ được xuất ra từ Luna Foundation Guard, từ quỹ đầu tư Jump Crypto hay là Justin Sun trong những ngày qua sẽ có thể có hiệu quả. Hóa ra, Terra đã không lường trước được cái sự nguy hiểm đến từ một cộng đồng đang chìm trong sự hoảng loạn và sợ hãi. Quá trình tháo bán vẫn tiếp tục diễn ra. UST lần thứ hai tụt khỏi giá neo. Lần này, đồng stablecoin này còn chìm sâu hơn trước, lặn về mức 0,6 đô. Đồng Luna cũng liên tục lao dốc, chạm đáy 26 đô. Đứng trước tình cảnh khó khăn này, Luna Foundation Guard đã chuyển đổi nốt số Bitcoin còn lại, tương đương 1,2 tỷ USD lên sàn Binance để cứu lấy đứa con UST. Lúc này, khủng hoảng của Luna đã vượt xa ra khỏi thế giới crypto. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã phát biểu: "Tôi nghĩ rằng điều đó chỉ cho thấy sản phẩm này, stablecoin đang phát triển nhanh chóng và đã có những rủi ro đối với sự ổn định tài chính, và chúng ta cần một khung pháp lý phù hợp." Cuối ngày, UST tạm quay về mức 0,9 đô, Dogecoin vẫn loay hoay tìm cách trấn an cộng đồng. Nhưng đã quá trễ. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, UST hấp hối. Lại thêm một ngày mới, UST vẫn chưa chạm được mức 1 đô thì lại tiếp tục tìm về đáy 0,6. Kéo theo sự sụt giảm trầm trọng của Luna, thiết lập đáy mới ở mức 13 đô, mất đi 81,2 giá trị tính từ ngày 8 tháng 5, cái ngày cơn khủng hoảng bắt đầu xảy ra. Nhiều nguồn tin đã cho rằng Dogecoin đã tìm cách kêu gọi khoảng 1 tỷ đô để cứu lấy đế chế tài chính phi tập trung của mình. Tuy nhiên, đồng coin Luna mà anh đặt lên bàn đàm phán đơn giản là không hề có giá trị. Không khó để nhận ra điều này dù là một nhà đầu tư cơ bản. Ai lại muốn đi mua một đồng coin mất hơn 80% giá trị trong vòng 3 ngày? Và UST mới chính là trung tâm của Terra. Thương vụ giải cứu này sau cùng chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Chiều tối cùng ngày, án tử đã cận kề đứa con của Dogecoin. UST thêm một lần nữa lại chìm sâu về mức giá tương đương với 1/5 giá trị gốc, khoảng xấp xỉ 0,22 đô. Những tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày 11, Dogecoin cuối cùng đã đưa được phương hướng. Đại khái Dogecoin đã thấy được nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này là do nguồn cung quá lớn của UST trên thị trường, dẫn đến cơ chế cân bằng giữa UST và Luna không thể làm việc được, mà chính nó còn đang kéo cả hai đồng coin này xuống mùa chung. Cách giải quyết duy nhất hiện tại chỉ có một, đó là hấp thụ phần lớn lượng UST đang lưu hành trên thị trường, đưa UST quay trở lại giá neo 1 đô. Để làm được điều đó, Terra Labs sẽ tăng giới hạn số lượng coin chuyển đổi từ UST sang Luna trong một ngày. Sự cập nhật này chính nhằm để giải quyết mớ UST đang bị bán tháo trên thị trường, giảm nguồn cung của nó. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Dogecoin phải hy sinh đồng coin quản trị của blockchain, chấp nhận tăng nguồn cung, phá giá Luna. Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tuyệt vọng. Giữa đám cháy đang thiêu rụi Terra, ai đó như tạt thêm một gáo dầu vào lửa khi tiết lộ rằng Dogecoin là đồng sáng lập ẩn danh của Basis Cash, một dự án stablecoin tương tự như UST. Khởi chạy từ đầu năm 2020,
Bezos mang trong mình sứ mệnh tương tự với cả USD sau này, là phát hành một stablecoin thuật toán có thể neo giá với USD. Hóa ra Bezos chính là con bài của Dogecoin, dùng để thử nghiệm cơ chế mà sau này anh mang lên USD. Không lâu sau khi Bezos khởi chạy, dự án này đã thất bại toàn tập. Quay trở lại thời điểm, dù đã công bố biện pháp giải cứu USD bằng cách hy sinh Luna, song tương lai của USD vẫn chỉ mang một màu xám. Lúc này, Dogecoin đã đề xuất thêm một giải pháp, đó là đốt đi một lượng lớn USD, ước tính khoảng 1,3 tỷ coin, chiếm khoảng 11% cung lưu hành. Số coin này sẽ được lấy từ các nguồn do chính Terra Lab sở hữu. Với những nỗ lực được đưa ra, USD đã níu lại ở mốc 0,6 đô, vẫn còn một chặng đường gian nan để quay trở lại 1 đô. Còn Luna thì đã ra chuồng gà khi mất gần 100% giá trị chỉ trong vài ngày. Ngày 13 tháng 5 năm 2022, dấu chấm hết. Luna, đứa con bị Dogecoin mang đi hiến tế, đã trở thành đồng coin siêu siêu lạm phát. Nguồn cung của Luna đã tăng từ khoảng 400 triệu lên đến 6,9 nghìn tỷ chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ. Vậy, nếu tính từ giá đỉnh, Luna đã chia đến hơn 106 triệu lần. USD, đứa con mà Dogecoin đã tìm mọi cách để cấp cứu, sau cùng vẫn hết cứu. USD chính thức tụt sâu vào hố bùn, lún xuống tận 0,037 đô. Vì mức giá của Luna quá thấp, Terra đã phải dừng blockchain này đến tận 2 lần trong ngày vì rủi ro tấn công 51% quá cao. Các sàn giao dịch đã bắt đầu quay lưng với cả Dogecoin và Terra. Cặp giao dịch này với USD và Luna bắt đầu bị hủy niêm yết, bắt đầu với Binance, Coinbase hay là FTX. CZ đã bác bỏ những thái độ trung lập trước đây và có những chia sẻ: "Tôi rất thất vọng trước cách xử lý, hoặc cách họ đã không xử lý được vụ việc Luna USD của đội ngũ Terra. Chúng tôi đã yêu cầu họ khôi phục lại mạng lưới, đốt lượng Luna đã phát hành ra và tìm cách nào đó để đưa USD về mức giá gốc. Đổi lại, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ phản hồi tích cực nào, hay có thể xem đó là lời phản hồi từ họ." Ngày 15 tháng 5 năm 2022, Endgame dành cho Dogecoin, Terra, Luna và USD. Thực tế, Dogecoin có mang đến một món quà cuối cùng cho Luna Holder, đó là sự tái sinh với Terra phiên bản 2.0 bằng cách phân tách blockchain Terra ở thời điểm trước khi thảm họa xảy ra. Lúc này trên thị trường xuất hiện hai đồng coin Luna, đó là Lunacy của mạng lưới cũ và Luna đại diện mạng lưới mới. Đồng coin mới sẽ tiếp tục được airdrop đến cho các nhà đầu tư xấu số như là món quà đền bù. Dù vậy, sự chấp phá này không có mang ý nghĩa gì nhiều so với những mất mát lớn lao mà khủng hoảng này đã tạo nên. Sau cùng, Luna hay là Lunacy cũng biến thành đồng coin meme bơm thôi. Những bên chịu thiệt hại từ cuộc chơi của Dogecoin. Gọi đây là cuộc thảm họa, có lẽ còn hơi nhẹ. Sự ra đi của đế chế Terra là vết dơ khó rửa. Những thiệt hại mà nó đã gây ra, rất khó để nạn nhân có thể rũ bỏ được. Những nạn nhân đầu tiên chắc chắn phải kể đến những người đã dùng giao thức, những người đã tin vào USD. Vì cơ chế của Anchor rất gần với gửi tiết kiệm ngân hàng, nên không ít người đã gửi tất cả số tiền mà họ đã dành cả đời, để rồi mọi thứ đều đã bốc hơi. Đây là cú sốc lớn, nó lớn đến nỗi một số người đã tự kết liễu cuộc sống của chính mình. Một số nhà đầu tư khác, kể cả những người đã có kinh nghiệm, vẫn phải chịu cảnh lay lắt qua ngày bởi vì lỡ bắt đáy phải Luna, một đồng coin đã giảm vô cực. Ấy mà, những bên bị thiệt hại nặng nề nhất có lẽ chính là những gã khổng lồ đã từng bắt tay với Terra. Binance đã công bố khoản thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD do Luna gây nên. Theo sau, những quỹ đầu tư uy tín đều đã xác nhận thiệt hại như là Galaxy Digital, khoảng 554 triệu USD, Three Arrow Capital, khoảng 200 triệu đô, Delphi Digital, khoảng 10 triệu đô. Luna giống như một quân cờ domino đứng đầu. Sự ra đi của đế chế này đã xô đổ hàng loạt quân cờ khác. Câu chuyện đã diễn ra như thế này. Three Arrow Capital, aka 3AC, là một trong những nhà đầu tư uy tín hàng đầu trong thị trường tiền điện tử. Cho đến tháng 3 năm 2022, 3AC vẫn đang quản lý một danh mục có giá trị lên đến 10 tỷ đô. Tuy nhiên, 3AC lại là một trong số ít những nhà đầu tư hỗ trợ cho Luna, USD mạnh mẽ nhất. Do đó đã xuất hiện tin đồn rằng 3AC đã lấy tiền của khách hàng, mua USD và mang đi gửi tiết kiệm trên Anchor. Số tiền đó ước tính lên đến 600 triệu đô,
và khi USD lụi tàn, nó chỉ còn khoảng 700 đô. Sau cuộc thua lỗ trên, 3AC có vẻ hơi cay nên đã tìm mọi cách để nhanh chóng lấy lại tiền của mình. 3AC đã tìm đến các nền tảng cho vay để vay thêm tiền, đồng thời sử dụng đòn bẩy để gia tăng tỷ suất lợi nhuận cho mình. Mà theo lời của Danny, trưởng phòng trading từ 8 Block Capital, 3AC đã mở rất nhiều vị thế long ở các sàn giao dịch. Đồng thời, 3AC cũng đầu tư rất nhiều vào Ethereum, sử dụng các loại đồng DeFi để kiếm lợi. Tuy nhiên, thị trường diễn biến cứ xấu đi, Trero đứng trước làn sóng rút tiền của các nhà đầu tư. Cho đến ngày 2 tháng 7 năm 2022, quỹ đã mất thanh khoản và phải tuyên bố phá sản. Lúc này, thị trường mới tá hỏa khi phát hiện ra 3Arrow Capital đang nợ số tiền gần 3,6 tỷ đô. Góp mặt trong danh sách chủ nợ là các quỹ đầu tư, các sàn giao dịch và dự án như là Genesis Trading, Celsius, Voyager, BlockFi. Cú ra đi của 3AC đã châm ngòi cho quả bom thanh khoản, tạo nên một cuộc khủng hoảng tín dụng trên thị trường. Voyager là một nền tảng cho vay hàng đầu thị trường, đã cho 3AC vay đến 657 triệu đô với rất ít tài sản thế chấp. Và rồi 3AC phá sản, 657 triệu này cũng bị cuộm theo. Số tiền mặt và Voyager còn lại quá ít. Đứng trước áp lực thanh khoản từ người dùng, nền tảng đã phải nộp đơn phá sản vào ngày 6 tháng 7 năm 2022. Những dự án hay là công ty khổng lồ khác cũng bị lôi theo trong chuỗi domino này như là Celsius hay là BlockFi đều cùng vì lý do đã cho vay quá mức. Đồng thời, những tổ chức trên lại có mối quan hệ mật thiết với cả Alameda Research, cụ thể là con nợ của quỹ đầu tư này. Trong bối cảnh mà Alameda vừa chịu tổn thất lớn từ cú sập của Terra, các con nợ lại phá sản. Để đối mặt với vấn đề thanh khoản, Sam Bankman-Fried, cựu CEO của quỹ, đã lấy 10 tỷ đô của người dùng trên sàn FTX để lấp liếm. Và đó là cách cơn sóng thần thứ hai được tạo nên trong năm 2022. Các bạn có thể xem video này của chúng mình để tìm hiểu thêm nhé. Sự liên đới còn kéo dài đến những tháng đầu của năm 2023 và còn chạm tới cả ngành tài chính truyền thống. Silvergate, đối tác của FTX, Silicon Valley Bank, đối tác của USDC, các startup công nghệ, và Signature Bank, hỗ trợ mạng lưới thanh toán điện tử đã sụp đổ. Không quá khi nói, sự kiện mà Doquan đã gây nên sự ra đi của Terra, UST và Luna vào cái ngày 15 tháng 5 đó đã hoàn toàn thay đổi tương lai của thị trường tiền điện tử. Tổng kết, sau một năm nhìn lại, ta thấy được những gì? Một sự kiện có lẽ là luôn mang cả hai mặt tốt và xấu, lợi và hại. Câu chuyện chọn lựa góc nhìn sẽ phù hợp vào rất nhiều yếu tố, trong đó có cả thời gian. Một năm qua đã cho chúng ta thời gian đủ lâu để nhìn vào sự kiện này. Cái sự kiện mà người ta sẽ còn nhắc đến mãi như là một ví dụ của rủi ro khi đầu tư vào crypto. Cú lụi tàn của Luna Terra đã giúp phanh phui những gì xấu xí nhất mà hai năm bull run đã che giấu rất kỹ. Dù gì, không sớm thì muộn, đây là những chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Terra đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của một bộ khung pháp lý với thị trường số đầy mới mẻ này, rằng những gã khổng lồ cần được quản lý chặt chẽ hơn nữa. Xu hướng mới của sự phát triển nên được chuyển dịch từ thần tốc sang bền vững. Và quan trọng nhất là bài học về niềm tin và sự hiểu biết. Một năm sau, người dùng cũng có một ánh nhìn ít gay gắt hơn với cả Doquan. Vì ít nhất, nguyên nhân cốt lõi gây ra là vì mô hình, chứ không phải là vì xuất phát từ ý định xấu như là SBF với cả FTX. Doquan đã có ý tưởng đúng đắn, nhưng lại thất bại khi thực hiện nó một cách quá nhanh. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào của mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!